Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Khi nói đến mã QR, chắc đại đa số anh em sẽ biết về nó rồi. Còn cách để tạo được mã QR thì không phải anh em nào cũng biết. Theo mình nghĩ là như vậy. Video này mình chia sẻ cho anh em cách tạo một mã QR cho những anh em nào chưa biết. Còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình ha. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em cách tạo mã QR trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Mời anh em xem tiếp video để cùng mình thực hiện cách tạo mã QR nghe anh em. Bây giờ anh em vào cửa hàng Sexlay, tải giùm mình ứng dụng trình tạo mã QR giống như trong hình, rồi cài đặt về máy nghe anh em, để anh em đỡ vất vả tìm kiếm. Đường link mình cũng đã để dưới phần mô tả của video này luôn. Sau khi đã cài đặt xong rồi, anh em bắt đầu mở ứng dụng lên. Trước khi mình tạo mã QR thì mình sẽ chia sẻ cho anh em từng chi tiết, từng ô trên cái thanh công cụ của ứng dụng này luôn. Generato là tên của ứng dụng nghe anh em. Chỗ này anh em mua VIP nè, vì trong ứng dụng có nhiều chi tiết phải mua mới sử dụng được. Anh em mua VIP thì sử dụng được tất cả nghe anh em. Biểu tượng này là khi anh em tạo mã QR rồi, chọn lưu trên ứng dụng luôn. Nó sẽ nằm ở cái phần này nghe anh em. Chỗ bánh răng là phần cài đặt. Biểu tượng này quá quen thuộc rồi. Tiếp tục ô đầu tiên. Này là hình dạng mã QR. Ngoài ô vuông trắng đen cổ điển thì ở đây có nhiều hình dạng khác nhau để anh em có thể lựa chọn, để mã QR có thể tạo ra nét riêng biệt cho anh em. Ngoài những hình dạng này, anh em có thể lấy ảnh từ thư viện của anh em luôn. Anh em chọn vào biểu tượng ở đây. Có phần này mình có thể tự do chọn ảnh theo ý thích của mình, rất là tiện lợi nghe anh em. Ô thứ hai, ngoài màu trắng đen thì ở đây còn rất là nhiều màu nữa để anh em lựa chọn. Anh em lưu ý, trên ứng dụng biểu tượng có hình ổ khóa anh em mua VIP mới sử dụng được nghe anh em. Tiếp tục ô thứ ba, chỗ này là hình đại diện của mã QR. Ở đây cũng có rất là nhiều mẫu và hình dạng để anh em lựa chọn. Những biểu tượng có hình ổ khóa thì anh em phải mua VIP mới sử dụng được nghe anh em. Ô thứ tư có hai chữ T nè. Này là dạng QR anh em muốn tạo. Thứ nhất là dạng chữ, văn bản, rồi đường liên kết. Tiếp tục là email nè, số điện thoại, tin nhắn SMS, danh thiếp, vị trí địa lý và cuối cùng là wifi. Anh em muốn tạo mã QR dạng nào thì chọn ở cái phần này. Cuối cùng, khi anh em thiết lập tất cả xong hết rồi, chọn vào biểu tượng này là tạo được mã QR. Rất là đơn giản nghe anh em. Bây giờ mình sẽ tạo mã QR dạng chữ, văn bản. Ô thứ nhất mình để mặc định. Ô thứ hai mình cũng chọn trắng đen mặc định luôn. Ô thứ ba mình sẽ chọn hình người này. Ô thứ tư mình chọn là text. Mình sẽ nhập văn bản là anh yêu em. Tiếp tục chọn vào đây để tạo. Chọn ở đây để lưu. Ở đây anh em có thể đặt tên cho nó. Ở đây là chọn dạng ảnh hiển thị. Cái này tùy chọn nghe anh em. Anh em chọn cái nào cũng được hết. Ở đây là lưu trên hệ thống. Còn ở dưới đây là lưu trực tiếp về bộ nhớ máy luôn. Phần lưu về bộ nhớ máy này thì chưa ổn lắm nghe anh em. Anh em làm theo cách của mình nghe anh em. Chọn lưu trên ứng dụng. Anh em chọn vào đây để kiểm tra nè. Bây giờ mình sẽ trở ra vào YouTube để lấy cái đường liên kết để bắt đầu tạo mã QR bằng đường liên kết nghe anh em. We'll be right back.
Lấy xong đường liên kết rồi, anh em tiếp tục vào ứng dụng tạo mã QR. Chọn quyển sách. Chọn xanh lá cây. Chọn biểu tượng YouTube. Chọn URL. Bây giờ mình xóa cái này nha anh em. Rồi anh em chọn dán. Dán đường liên kết vào chỗ này nha anh em. Chọn ở đây để tạo nè. Chọn ở đây để lưu. Phần này anh em tùy chỉnh, mình vẫn sẽ chọn lưu về ứng dụng luôn nha anh em. Chọn ở đây để kiểm tra. Mã QR vừa tạo nó nằm ở đây rồi nghe anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ quét thử nghe anh em. Chọn vào mã QR. Anh em chọn chữ xe. Chọn Zalo. Mình chia sẻ cho một người khác. Rồi vào đó và quét thử nghe anh em. Anh em sẽ chọn quét mã QR nè. Khi anh em vừa quét xong, nó sẽ đưa anh em đến cái đường liên kết kênh YouTube của mình. Rồi, đây là kênh của mình nghe anh em. Vậy là phần tạo mã QR trên điện thoại di động hệ điều hành Android. Mình xin dừng lại nghe anh em. Mình lưu ý anh em là phần mã QR chọn lưu. Anh em cứ chọn lưu trên cái ứng dụng luôn nghe anh em. Hiện tại phần lưu về máy mình thấy nó chưa được ổn định lắm nghe anh em. Về sau này ứng dụng có thể cập nhật nhiều cái phiên bản mới ổn định hơn nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.